Em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BillStuggy đây. Và chào mọi người đã quay trở lại với cái story mà BillStuggy chơi luôn điện thoại anh em ơi. Thì ngày hôm nay thật sự là rất là bất ngờ khi mà chơi Civil BB anh em ơi, đã thật sự mở lại là chế độ URF rồi. Cái chế độ này thật sự là chơi không bao giờ chán được anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình qua BB, mình tính quay cho anh em mấy cái skin mới á. Nhưng mà bấm vào thì đột nhiên thấy ôi URF đây nè. Vào chơi luôn anh em ơi, quay luôn cho anh em xem. Và cái chế độ URF này nó sẽ tiếp tục là chế độ bích tướng nha. Anh em sẽ không cần phải là đau khổ về những con tướng mà mình không biết chơi nữa. Úi xời ơi, ok chưa? Xài skill liên tục mà, cứ chơi thoải mái đi bạn ơi. Chơi thoải mái đi bạn ơi. Thoải mái đi bạn ơi, thoải mái bạn ơi. Tại sao? Lọt này luôn. Solo không? Từ từ nó mời đầu hồi E. Rồi xong nó rồi đó, chết nó rồi đó. Ui, mày mảnh gì? Cứu tôi cái. Ông ơi. Let's go baby. Mày mày ông đã W hụt anh em ơi. Thì như em đã thấy thì ở trên đây chơi bên khá là lag. Với cái lượng binh là 250 MS. Là delay là gần 1 giây luôn anh em ơi. Là mình sai skill nha, là gần 1 giây sau nó mới ra. Nên nếu như mà mình xử lý ngu hoặc là xử lý gà hoặc là chơi nó không được á, thì mong em thông cảm và bỏ qua giúp mình nha. Tại vì bên đây lag lắm anh em ơi. Mình chỉ muốn qua đây mình test trước những cái chế độ mới và cũng như là những cái skin mới của Civil BB thôi, là trước khi vào Việt Nam á, để cho anh em cảm nhận rõ về nó hơn. Ui rồi hụt rồi, ui quy hụt luôn. Ây da, combo gì là chết tôi rồi. Nếu như mình nhớ không nhầm thì cái chế độ này nó vừa mới ra được mấy tháng trước rồi mà. Nhưng mà chế độ One Phone ra xong, xong rồi chế độ này tiếp tục ra. Thì cái này mình nhớ không nhầm là Riot cũng đã thông báo hồi lâu hồi trước rồi. Đây là chế độ vòng xoay luân phiên hay sao á. Là khi mà hết một cái chế độ nào đó thì nó sẽ tiếp tục ra một cái chế độ khác. Đây, nice luôn. Chơi được luôn ông ơi. Chơi được luôn ông ơi. Nice. Triple kill cho BillStuggy nha. Những chế độ này nó sẽ liên tục nối tiếp nhau và ra liên tục nha ông ơi. Nếu như mình nhớ không nhầm là vậy. Tại vì Riot nó thông báo một lần rồi. Mình không nhớ là mình đọc ở đâu cả. Nhưng mà có đọc anh em ơi. Đây, thôi thôi về đi. Về mua đồ. Về mua đồ cái ông ơi. Ông cũng còn ít máu á. Thì nếu như mà không có cái gì đặc biệt cũng như là không có cái gì mà sai sót thì chế độ này phiên bản sau sẽ được chính thức cập nhật về server Việt Nam nha. Và chế độ One Phone của em đang chơi á, nó sẽ bị xóa bỏ. Không phải bị xóa luôn mà nó sẽ tạm thời biến mất cho đến khi mà cái chế độ này nó trở lại nha anh em ơi. Thì URF, anh em nếu mà muốn chơi thì có thể qua đây server BB chơi trước. Nhưng mà anh em phải chịu cảnh là nó hơi lag một tí. Còn nếu như anh em mà không chơi được lag thì anh em có thể đợi server Việt Nam phiên bản sau nha. Thì tầm 1-2 tuần nữa là về server Việt Nam thôi. Mình thì qua đây mình test trước cho anh em những cái thay đổi mới nhất của chế độ URF này. Hoặc là khi nào mà nó cập nhật. Hoặc là những cái... Ui chơi được kìa anh em. Ui được phớt nhờ Ash bắn cái R9 đấy. Được. Thì nếu như năm nào mà muốn làm tiếp tục theo cái chế độ URF này thì đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Và đừng quên bình luận những cái yêu cầu của anh em về những vị tướng nào mà anh em muốn mình chơi hoặc là lên đồ dị nào nha anh em ơi. Tại vì như mình đã nói thì trong chế độ URF này là tướng được mít nha. Thôi thôi con Ash này chắc mình bỏ đi anh em ơi, xin lỗi bạn nha, mình không có cứu được. Mình là Johnny mà sao mình cứu được bạn này. Anh em nào mà muốn mình làm đồ dị hoặc là chơi con tướng nào hoặc là lên đồ như thế nào ở trong chế độ URF này thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình làm hết nha anh em ơi. Thì nếu như mình thấy hay hoặc là có ít thể đừng quên để là ủng hộ mình, bấm đăng ký kênh cũng như là bấm chuông để nhận thông báo mới nhất và những video mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Đó là động lực rất là lớn cho mình tiếp tục làm video và gửi tất cả anh em đó. Ash bắn rồi đi bạn ơi. À, delay kinh quá. Mà ông Ash bắn rồi hụt hả? Ông Ash bắn rồi hụt hả đây ơi, hay là ông bắn hướng khác vậy? Ý đâu vậy? Ông xin lỗi đại ca. Uầy, đại ca Varus gồm W quỳ cái mất khúc máu luôn kìa. Đâu đấy? Ông kia chơi như là Lee Sin thần rồng hay là Lee Sin rồng của năm ơi. Ông xét bên kia thì chơi xét xứ dậy địa ngục thì sao á, mình nhớ không nhầm là vậy. Giờ bắn rồi hụt tiếp kìa, nhưng mà không sao, có tôi cứu được ông mà. Uầy, cái thằng Varus này công nhận nó bắn đâu thật sự ấy. Nó lên sức lực nó bắn. Bắn cái nào là vô não cái đó luôn năm ơi. Ông bao ca thải cái rồi vậy sao mà được nó ông nội. Ok, let's go, let's go.
Tại vì lúc đầu mình tưởng chế độ URF này nó ra là nó bị lag anh em ơi, kiểu như là nó bị hiện chữ lag á, mình tưởng là chế độ One Phone, nhưng mà không ngờ mình và mình biết là chế độ URF thiệt. Mình thật sự rất là bất ngờ đó, tại vì Riot nó không có thông báo gì về chế độ này nó ra cả, nên khi mà nó ra anh em ơi thì mình cũng khá là bất ngờ. Đây mình xin nha. Con này solo kill với con Jett khá là dễ, tại vì nó sẽ sốc đam được anh em ơi, cái chue á. Cái gì đây? Cái gì đây? Né nè. Nửa cây. Holy shit. Oh, what the. Sako đâu ra vậy? Nhưng mà con Varus nó bắn còn đau hơn Sako nữa em ơi. Nó bắn cả hai cái huy mà gần chết mình luôn kìa. Đau quá. Mà tay mình bích mang tướng nhìn tù thiệt, nhất là con Ashe đó. Còn Seth với lại Lee Sin thì cũng được, nhưng mà con Mao Ca và con Ashe trong chế độ này bị nó thảy dừa chết. Cái này mà không lát cái mình quẩy mình cân năm được luôn anh em ơi. Nhưng mà cái này hơi lát nên mong em thông cảm nha. Mình chỉ có thể đánh được một cái mức độ nào đó thôi. Với lại là có thể là mình lát nhưng mà mấy người bên kia nó không lát á. Ui. What the fuck. Varus mạnh quá rồi. Varus là quái vật rồi ông Sáu à. Chắc mình lên một tí giáp đi. Chắc mình lên cái vũ địa tử thần đi nha anh em ơi, để chống sốc đam với lại là có một chút giáp chơi. Nhưng mà Red này chứ thôi, nó bắn mày lũng đầu mất 7-0 kìa anh em. Mình thì cũng bằng mạng nó đó, nhưng mà mình chết hơi nhiều. Thôi, cái đường nào con Red thì mình nghĩ là nên né nó ra một chút. Đây, cái này ăn được. Mấy cái này mình lo được mà anh em. Set này solo không? Ồ, set lên tốc đánh kìa. Được phết nhờ. Thôi, về nhà mua đồ đó. Ôi, anh em đừng có fix cho Varus nữa. Bên mình có set, bên nó cũng có set, nhưng mà khác biệt quá đi. Mình combo one shot được không ta? Hơi khó nè. Ok, được em ơi. Nice. Giờ là chỉ có mình với lại là ông Lee Sin thôi thì mới có thể gọi là one shot được cái thằng Varus đầu bồi kìa. Còn nếu như mà không quan sát của nó nha, nó cứ bắn ở đằng sau á, nó quy là team mình bốc hơi, không được chơi game đấy. Tôi lo nè, khó nè. Mao Ca đang lo đến môi, có thể là được á. Từ phải canh nha, canh cái gốc chứ. Nó là hai bê đứa luôn mà, đâu phải muốn chơi là chơi được anh em. Mình nếu như mà bị bắt cái nha là không có chạy được luôn á. Sako bên kia tường rồi. Lợn này. Nhưng chết nha Lee Sin ơi. Một phải solo cực mạnh với hai set rồi, nhưng mà set bên mình đang thất thế hơn rồi. Tôi vừa mới nói Lee Sin cẩn thận cái ổng đi luôn rồi. Ê, có Varus nè. Mình rất là gan này nè mọi người. Thấy tôi làm được. Ây da, mình tính dùng rồi để tiếp cận thôi. Còn sốc đa là cái đánh thường, với lại là cái quy. Ủa cái gì vậy? Chơi gì luôn á? Cứu tôi cái. Ui ông Varus này né ông ra nha nè mọi người. Một quy đó, chết luôn đó. Sao tên mình bằng mạng nó mà cảm thấy nó hơi yếu thế, không có tên bạn một chút. Lên một chút lên một chút máu đi. Chút giáp, chút máu, chút đam. Cho nếu mà mình lên full đam thì cái đầu của mình nó không thể giữ được. Red nó bắn ác quá. Ash ơi, vẫn bắn cái rồi cái giùm bạn Ash. Bắn rồi cái bạn ơi. Uầy, góc bắn rồi đẹp như vậy mà không bắn rồi kìa. Trời ơi ông Ash ơi. Trời ơi, bắn rồi con Jett này. Thôi, có cái gì ăn ở đó thôi anh em ơi. Đây, thấy không anh em ơi. Mấy thằng Varus này thì mạnh á. Nhưng mà gặp mình thì mình khá là cơ động. Mình có thể bắt nó rất là dễ. Nhưng mà chỉ cần nó sơ hở thôi là bắt được. Đầu hàng gì đó đây, tôi chơi được, tôi lo được. Không có đầu hàng gì hết nha. Hình như mình nhớ không nhầm là cái nội tại của Ma Vũ là cái nội tại của cái biến lớn là nó một cái đúng không anh em ơi. Anh em này xác nhận giúp mình coi. Anh em này xác nhận giúp mình coi. Mình cũng
không nhớ rõ lắm anh em ơi, hình như mình nhớ không nhầm là nội tại của Ma Vũ và là cái nội tại của cái biến lớn này, cái móng vuốt Starat hay sao á, là cùng một cái nội tại đấy. Nhưng mà không sao, mạnh thì lên cái đầu bồi mà chạy đúng anh em ơi, mạnh lên cái gì cũng cũng đúng hết. Listen, insist, ua hay hay, wow, con set này muốn solo, ủa nó làm gì ấy, what the fuck, mạnh gì vậy, uầy uầy uầy, em xin lỗi. Cái gì ta, quái vật, quái vật ở trong quái vật luôn anh em ơi, kinh thật. Go, let's go anh em ơi, vô luôn đi xin ơi, vô luôn đi xin ơi, để rồi nó hay giờ chỉ mình bắt được mấy thằng Z rồi mấy cái thằng Varus kiểu này thôi. Team mình khá là yếu rồi, team mình Maokai là để cái bao thịt cho nó đánh thôi. Ông Ash thì không có tí hy vọng nào rồi, ông Ash là chỉ được cái R bắn một cái boss thôi. Còn ông Seth với lại ông Lee Sin thì cũng còn một chút hy vọng đó. Lee Sin có R nhưng mà dám bay vào không đây, mình nghĩ là bay vào ông Seth đã đấm chết luôn á. Combo ông Seth nè anh em. Trời ơi, tôi giữ Seth lâu đến như vậy rồi mà không giết được Seth à. Ủa nó mang roll luôn kìa. Chứ nó hay, let's go let's go, chắc mình phải lên một giúp tinh thần thôi, bảo vệ tính mạng đó. Công nhận là mấy ông bên team kia đánh căng thật, đánh gớm 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 thiệt. Chúng luôn một combo chết rồi đó, nãy sao ôi ác bắn rồi hỗ trợ nữa chứ được á. Sao set bên mình với lại set bên nó khác nhau quá nhờ anh em. Có delay nè, thấy không anh em ơi, mình chọn cái Wii mà đến thiên thu nó mới ra được cái Wii. Sao sếp team mình với system nó khác nhau quá nhờ, system mình cũng xanh lắm mà sao sếp team nó cũng ok ok. Ui biến ảo quá, hai mình thấy là hai con sếp nó đều nhau mà, một ông sếp thì lên tốc đánh, còn một ông sếp thì lên sát lực. Mà set của mình thua, hư cấu. Con lợn này, bọn mày đùa, cái gì đầu hàng hoài vậy, chơi đi với ba. Tôi lo được, tôi lo được, ok chưa. Mình sợ team mình là tí nữa nó đầu hàng thôi. R hụt là xong rồi, R hụt là hoàn. Ấy, hay hay, ồ có Lee Sin hỗ trợ được á, bắt giết mà rồi hụt là xong đó nha anh em ơi. Phải rồi chúng, nhưng mà lát như này rồi chúng thì hơi khó. Bây giờ team mình đó là mình, ông Lee Sin với lại là ông Seth là có đam, còn Ash với lại là Mocha là bỏ nha anh em ơi. Mocha là tăng được, còn Ash thì lâu lâu bắn cái R thì lật kèo được, nhưng mà thật sự là trong cái bắn nó không được cho lắm. Ok full đồ nè, mình full đồ nè, bây giờ thì bắt lẻ mấy bắt đầu bòi cái thôi, bắt lẻ Z thì được, bắt lẻ Varus cũng được luôn, nhưng mà bắt lẻ con Psycho thì hơi khó nè, bắt lẻ Fury cũng được nè. Con set này thì mình solo một một thì mình không có tin chắc rằng là mình lại đó anh em ơi, tại vì nãy nó đấm mình sắp mặt mà, bây giờ đánh lại thì không biết nữa. Nhưng mà cứ bắt chung đi, ông Maka này cũng có vẻ trâu đấy. Ồ Maka lên full tăng được đó anh em, nó ăn 4 rồng, nó ăn thêm Baron nữa, tính nữa nó ăn rồng ngàn tuổi nó là có khi thua thiệt đó. Ê Z kìa anh em, Varus đang dưới nè. Trời ơi, rừng mình cứ như rừng nó đó. Rừng mình cứ như rừng nó anh em. Chỉ thể sư dễ căng gì các bạn, đánh cha hạch quá. Ai da, ông Lee Sin đi rồi. Ok, mình cũng chỉ có thể làm nó như vậy thôi, tại vì có rồi của mình nó hồi nhanh mà, cứ có rồi lại xà thôi. Rồi hồi có 10 giây à, xà liên tục được. Nè rồi hồi tiếp nè, giờ thích bắt lẻ nè, bắt tiếp nè anh em. Ồ tay mình có bắt cũng thắng nè, được được được, lật kèo được, lật kèo được, lật kèo được. Không hiểu sao mà tay mình nữa, tay nó là ăn bằng mạng nha, thua có mạng rồi mà thấy cái thấy trận là nó không đúng cho lắm, không đúng chút nào cả. Ây da đáng quá, chơi delay kinh quá.
Solo đấm sắp mặt lợn luôn. Sếp bên kia lên tóc đánh nó đấm kinh đọt. Đấm không để nang bố con nào luôn. Ồ, và rớt bên kia lên phun vô cực nữa kìa. Nhìn căng á. Sốc đam đó. Hay. Anh em kết hợp được đấy. Hắn và rớt nó đứng sâu quá. Nó đứng ở trong nhà tuốt nhà luôn mà nó gồng quy nó mới lên dám nó bắn quyền cái chứ thôi kìa, coi kìa anh em. Đó kìa. Tới luôn ông giáo. Ui đồng 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 đồng. Lùi về lệ. Với thằng trước nè. Khó quá. 4 giây cơ R. Cơ R này có này anh em. One shot cái thằng Virus được. Mình nghĩ là mình one shot được thằng Virus này. Ok, được nha. Ui, vẫn mất cái giáp thiên thần hả ta? Dí nó listen ơi. Được không? Hơi khó. Ok. Seiko sau lưng kìa. Ui. Ok, vậy cũng ngon rồi nè. Combat vẫn thắng anh em. Nice. Tuyệt vời. Ui, combat gì vẫn thắng nè anh em. Được thế. Mà mình full đồ rồi. Để chỉ có mua thuốc lắc rồi kiểu thôi. Mình nghĩ là nên bán giúp thiên thần này luôn đi. Hay là bán cái giày luôn đi nè mọi người, đồ đi. Bây giờ bán giúp thiên thần này không có đủ tiền mua cái gì cả. Tí nữa có cái tiền giàu rồi mua lại. Bro luôn anh em ơi. Ash đang ở nhà. Nó mà giờ sợ mở Baron tên bạn đứng cống máu ở ngồi thôi cũng chết nữa. Bắt lẽ trước đi. Virus ở dưới boss nè. Bắt rẻ. Ê, móc bóng nha. Ui, rồi hắt nã đó mà anh em. Ok, let's go. Giết luôn, ok. Hey. Baron luôn anh em ơi. Ê, con set nè, bắt lẻ được anh em. Ủa, nó đấm kinh vậy. Ronnie anh em ơi. Baron thật là rồng đi. Thôi mình nghĩ rồng đi. Mình nghĩ là rồng đi anh em ơi. Tại vì team nó có 4 rồng rồi. Để nó ăn thêm rồng ngàn tuổi nữa thì thấy là không thơm đó. Thấy là không thơm một chút nào luôn đó. Rồng là quan trọng đó. Mà có ông listen với là ông set kìa. Được đó thôi. Ui mất rồng rồi. Cái đầu xanh mất rồng ngàn tuổi rồi. Baron ăn lẻ rồng mình kìa. Ấy nhà kìa. Các bạn chơi đúng chơi hạt luôn mình thề. Tên bạn chơi đúng chơi hạt luôn em ơi. Chơi là chỉ muốn thắng thôi. Chỉ muốn bê chỗ win thôi chứ không có chơi vui vẻ vậy đó. Các bạn chơi chơi hạt là mình cũng chơi hạt theo luôn đó em ơi. Tên bạn chơi kiểu như là muốn thắng lắm rồi đó. Muốn thắng lắm rồi đó. Là mình cũng chơi hạt theo luôn đó em. Ash trúng rồi nhưng mà ui đông đó, đông quá. Giờ bạn được con rồng ngàn tuổi giờ nó mạnh vãi xoài à. Được rồng ngàn tuổi giờ mình combat là mình chấp nó. Mình nhớ không nhầm là 20 hay là 25% máu rồi đó. Chấp cỡ gì luôn á anh em ơi. Ây da, tóc biến chơi luôn kìa. Ui bốc hơi nhanh quá. Chịu đó anh em ơi. Bay giờ bay vào là nó đấm mình luôn đó. Nó đấm mình luôn đó. Để ăn được bông Baron hay là con rồng là ngon rồi. Anh em cứ chạy vòng. Uầy đầu hàng cái gì không nhá. Chiến đấu đi anh em. Hết sức đi chứ. Chưa có gì mà đầu hàng rồi. Còn nước còn tát mà. Tên bạn chưa được ở nhà mình nữa. Đếp nhà đi. Chỗ đầu hàng luôn ạ. Chịu đấy anh em. Cộng cái lưng luôn. Ok và dư tất cả nha. Tại vì anh em hiểu là nâng sâu nha. Hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ nhé. Bye bye.